Rồi, anh xin trả lời câu hỏi này của Thư ha. Thì tổng diện tích dự án của The Standard của chúng ta với tổng diện tích là 6.9 hectare và số lượng căn tại dự án The Standard của chúng ta là 374 căn. Thì trong đó có 8 căn shop house nằm phía mặt tiền đường, phía bên ngoài dự án luôn, kế bên cổng. Và số lượng căn villa và những căn nhà phố còn lại là 366 căn. Và câu hỏi này giúp cho em biết được tổng diện tích nè và số lượng căn tại đây. Thì số lượng căn này thì nó đáp ứng được tất cả về những cái tiện ích của cư dân tại Standard trong tương lai. Và em hãy sở hữu ngay một căn tại dự án The Standard em nhé.